Theo thông tin từ phía đại lý, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 Toyota Veloz Cross sẽ tiếp tục đón lượt điều chỉnh giá bán mới, tăng từ 5 đến 10 triệu cho cả hai phiên bản. Cụ thể, bản CVT tiêu chuẩn sẽ tăng từ 658 triệu lên mức 663 triệu, còn bản CVT top cao cấp nhất sẽ tăng 10 triệu lên mức 708 triệu. Như vậy, chỉ 7 tháng sau khi chính thức ra mắt, Toyota Veloz Cross sẽ đón nhận đợt điều chỉnh giá thứ hai. Nguyên nhân của đợt tăng giá sắp tới không nằm ngoài lý do nguồn cung vật liệu đầu vào tăng, nên hãng không thể không điều chỉnh lại giá bán. Điều này sẽ khiến Toyota Veloz Cross tiếp tục mất đi lợi thế cạnh tranh với đối thủ Mitsubishi Xpander khi mẫu MPV này vẫn giữ nguyên giá niêm yết dao động từ 555 đến 688 triệu. Đáng chú ý rằng dù mới tăng giá vào tháng 8 vừa qua nhưng Toyota Veloz Cross vẫn khan hàng do lượng xe nhập khẩu về Việt Nam không nhiều, tình trạng bia kèm lạc bán chênh giá vẫn diễn ra tại một số đại lý. Ngoài ra, theo một số thông tin nội bộ, Toyota Veloz Cross có thể sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước vào năm sau thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia như hiện tại. Việc lắp ráp trong nước sẽ khiến nguồn cung của Veloz Cross được đảm bảo hơn, tuy nhiên giá bán có được giảm hay không vẫn là một ẩn số, khả năng lớn nhất vẫn là giữ nguyên, hoặc có giảm nhưng sẽ giảm không nhiều. Ngoài thiết kế nội ngoại thất hiện đại, Toyota Veloz Cross còn thu hút sự quan tâm của khách Việt nhiều loạt trang bị hấp dẫn. Cụ thể, trên bản CVT top cao cấp nhất, mẫu MPV này được trang bị đèn trước trên 6 LED, mâm hợp kim 17 inch, nội thất bọc da, màn hình đa thông tin 7 inch sau vô lăng, màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây. Không chỉ vậy, phiên bản này còn được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense, gồm các tính năng hấp dẫn như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành FDA. Ngoài ra, mẫu MPV này còn có cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ và 6 túi khí.